Hai mình quay clip đi bộ tham quan VG City Nha Trang. Phía trước thành mấy con cò lớn. Mình quẹo ra biển chơi. Này có mấy chiếc xe cổ. Đây là khu bờ biển. Có một con thuyền rất là lớn. Có hình mấy con cá này, chắc hình là mấy hình con cá voi. Phía trước là nhà hát đó.
thì chất lượng của khu Vega City đi chơi như resort luôn. Có một cửa hàng đã bán là Việt Nam Siêu. Đây là nhà hát đó. Còn đây là đường đi bộ, có mấy cái cây như là cây nấm. Đây nhà hát đó.